Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, bên cát từ tối giờ mưa rả rích, bây giờ mới ngớt mưa nhỉ. Đấy. Bây giờ mới có là 12 giờ kém 20 thôi. Nhưng mà cũng báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ luôn vào ngay cho nó nóng. Đầu rũ hết cờ lưng cái con đài này. Cái con đài này có một thượng đế cứ nhắn tin bảo là yêu cầu làm. Thế xong là lại còn bảo là đài này bán cho ai rồi sao mà không thấy trả lời. Thế nên là chả biết làm thế nào cả, thôi thì âm thầm hành động nhá. Mang cái con đài Sanya Neo này ra để có như là phục vụ thượng đế, chứ sự thượng đế nhắn nhiều tin quá nhá. Để vào xem thượng đế nhắn nhiều tin quá. Chiếc đài Sanya này chỉ nghe mỗi radio này nhá, băng cassette hỏng, đĩa CD hỏng. Đấy. Thế nhưng mà đây này, đầu rũ hết cơ lưng. Tối bây giờ lại còn thấy gái cái con tụ xoay này. Thấy gái cái con tụ xoay này. Cái con chiết áp này, con chiết áp này thì đã được thay bằng chiết áp âm ly nhá. Đấy, con volume này để tránh trường hợp lẹt xoẹt là thứ nhất, cái hai là cái chiết áp zin của nó hỏng rồi. Đây. Đấy. Đấy. Cái con này là cái con hôm mình mua về, mình giới thiệu là cái con này không điều chỉnh được to nhỏ đấy nha. Anh đồng chí bạn của mình, đồng chí nối tắt vào. Đấy, cái con chiết áp nó hỏng, cái đồng chí nối tắt vào là nó không điều chỉnh được to nhỏ. Đây này. Đấy, đây này, cái chỗ này là cái chỗ để bắt nó cái chiết áp này nha. Đấy. Volume to nhỏ đấy. Thế là cái chỗ này anh bạn mình anh nghe cái chiết áp nó hỏng rồi, anh nghe đấu tôi tắt nó vào. Nhưng mà mới tháo ra tháo vào, nhiều cái mạch in của chỗ này là nó tung rồi. Đấy. Đấy. Tháo ra tháo vào, cái mạch in của nó tung ra, thế là bắt buộc cái dây là phải chuyển sang bên đây nha. Dây chuyển sang bên đây. Đấy. Cái dây chuyển này trước khi lắp vào là sẽ đổ keo để định vị. Chứ còn chả sửa gì cả, thay mỗi chiếc đạp. Nhưng mà cái chiếc đạp không có chiếc đạp zin. Đây này. Đấy thì với lại anh bạn mình anh cũng cày vào rồi. Nhớ. Thế nên là nó bị cái mạch in chỗ này này. Đấy, nó bị bong ra. Bởi vậy ta lại phải câu lên trên này nhá. Đấy. Đây này, mình thay bằng cái cân chiếc đạp âm ly của mình vào rồi là vẫn to nhỏ vô tư. Đấy. Không phải suy nghĩ gì cả. Nhớ. Không cần, không nhất thiết, tại mình là bản chất là mình sửa âm ly mà nha. Đấy, lão nông sửa âm ly đây này. Đấy, khi lão nông sang sửa đài và phát là hỏng chiết áp, và lão nông cứ rẽ cái con chiết áp của âm ly của lão nông vào cái là ok ngay nha. Không phải máy móc là phải mua đúng cái chiết áp đài làm cái gì cả nha. Đấy, tại vì mua thì giờ cũng có thôi, nhưng mà một tiền gà lại ba tiền thóc. Đây này, loa đây này. Đấy, loa này. Đây này, 8 ohm 3 watt. Đây loa đây. Đấy, bộ cơ đây này, cơ hỏng hết đi nhá. Cơ hỏng hết rồi thì mình cũng thông tin luôn ha. Tiện nó hỏng thì mình lấy luôn cái motor nhá. Lấy luôn motor thì cái motor này là cái motor 6V nhưng chẳng phải 9V, chẳng nghĩa lại lắp vào. Tại vì cái đài 6V là rất chi là ít. Những cái đài 9V ấy thì còn dùng được vào sang cái đài khác, những cái đài này nó có 6V thôi. Đấy. Đây này, đĩa đây này. Đấy. Thì nôm na ngắn gọn lại là con này chỉ nghe ra nghe radio thôi nhá, nghe radio thôi. Thế nhưng mà ngồi suốt từ tối đến giờ, ngồi suốt tối giờ thay cả con tụ xoay này. Thế nhưng mà cái FM ấy, cái băng sóng FM là nó cũng không được ưng cái bụng cho lắm nhá. Điều chỉnh mãi là nó bắt được đủ đài rồi. Đấy. Thế nhưng mà nó cũng không được ưng cái bụng cho lắm, nó không đạt được cái mức độ Trần Văn Nét. AM thì lại rất chi là nét. Chị của Trần Văn Nét. Riêng cái đài này, cái băng sóng AM ấy. Thế còn FM là gọi là nghe được rồi, nhá. Chứ cũng hết sức rồi. Đây, cũng hết sức để thay cả tụ xoay rồi. Đấy, thì vì cái nó do cái thiết kế của cái hãng này nhá. Nó do thiết kế của cái hãng này, mà đặc biệt là nó thiết kế cái con đài này nó như thế thì cũng chẳng còn cách nào làm cho nó nét hơn được nữa. Chứ cũng muốn đây này, dao động rồi đồng các thứ đây này, nhà trung tần, cao tần đây này, thì cũng chọc vào hết rồi. Nhưng mà cũng chỉ được đến cái mức độ nhất định nào đó. Đây bên ông nguồn đây. Đấy. Thì cái con đài này
trên này, cái mặt trên này thì nó bị bạc phếch. Đấy, cái này anh bạn mình anh cái đài này anh bạn mình tắm rửa bằng nước nên là rất chi là sạch sẽ. Này, cái này là cái bàn chải quần bò anh em mang ra anh ấy chải nhá. Nó mình đoán vậy, không biết là hay là anh lấy móng tay anh cào, mình chẳng biết đây là như thế này hay là nguyên bản cái đài nó thế. Nếu mà anh bạn mà không lấy móng tay cào thì sorry anh bạn nhá nhá. Anh bạn mình ở trên gì quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Đây mặt tiền của nó đây. Đây. Đấy, mặt tiền của nó đây, sàn nhiều đây. Đấy. Thì về cái tính chất ăn kèn này, nói chung là không có bị vỡ vụn gì cả nhá. Đây. Đấy, sàn nhiều này. Đấy. Không có bị vỡ vụn gì cả. Các bạn nghe ai em thì rất chi là nét, nhưng mà ép em tính mãi thì chả được. Cắm vào sửa cho nó ra làm sao. Đấy, cắm chỉnh tí mãi ai em thì sướng đời lắm. Đúng là gọi là không bị cái tật nọ thì bị chứng kia. Đấy, lắm con thì được ép em thì hỏng ai em. Con này thì ai em thì rất chi là tốt. Đấy, nhưng mà ép em thì lại chưa được tốt. Mà ngồi mãi đau lưng lắm mà thổ chịu. Có thế nào được chứ cũng muốn làm nó nét hơn nữa nhưng mà lại ngồi đến sáng mai thì ai em khi giờ đi ngủ rồi. Máy công cụ đấy ai em này trong vườn trong chậu một số cây đã hé nụ. Nguyễn chú ý thấy phía sau đang mở cái bật cái đèn con bắc đây nhé, không bật cái đèn nhỏ. Con bác thì nghe lắm. Và một góc đầu đao của một mái ngói công quốc. Một ngôi chùa theo kiến trúc thời Lý. Nguyễn nghĩ vậy và bước vào căn phòng rộng rãi, hàn huyên cùng trang chủ và vào cái công việc. Ngày hôm sau và những ngày tiếp đó, Tư Dụ Lê Văn Hảo cùng hơn 10 người, gồm thư lại và lính đi cùng Lương Bình Tú, có tay chân hỗ trợ đo đạc, vẽ bản đồ Tràng Sơn. Còn Nguyễn Công Trứng với một thư lại được Phạm Chủ Nhân và vài gia nhân đưa đến các điểm xung yếu của đảo Tràng Sơn. Các dụng, các đỉnh ở Đông Tràng, tối còn bật lắm, không có bắt chứ ban ngày là nét lắm. Ban tối còn như này là rất nét. Dân trên đảo hiểu thêm được nhiều điều. Bọn cướp có tạt đi mấy hôm đã trở về. Cuộc sống cư dân trên đảo vẫn bình thường. Cái cơ này. Mà cái USB này nó không chạy nhá. Đấy, thế là chỉ có nghe mỗi radio. À, thế mà FM thì nó chưa được ngon cho lắm nhưng mà AM đây rất chi là nét to rõ. Sống đi ngủ rồi, 12 giờ đến nơi rồi. Đấy, em à ai em đấy. Đây cắm cái. Cắm cái anten vào đi. Cái anten này em còn phải thay cái anten dài. Anten này hơi ngắn, anten zin của cái đài này đã yếu rồi lại còn hơi ngắn. Nó vừa dài vừa to, cái này đã gì đã bé rồi lại còn ngắn nữa. Chán đấy, xe chỉ luôn kim lỗ nó hơi bé nên là cắm vào cái này hơi khó cắm. Ok đấy, đoán đài này đài 102,7, nó gần cuối đây này, gần cuối đây là 102,7, nha.
Lợi sao mà không lợi, tức là ưu và khuyết điểm á. Ưu điểm á là sẽ luôn nhìn mọi thứ một cách rất là lạc quan, rất là khó để có thể làm cho bạn ấy buồn. Nhưng mà khuyết xin phép dừng clip ở đây đi ngủ, mai mà chỉnh thêm được nữa thì chỉnh, còn nếu không thì chịu như thế này thôi. Thì tình trạng của nó như thế, lão nông cũng cố gắng hết sức rồi, hay cả tụ xoay các thứ rồi, nhưng mà nó chỉ đạt được những cái mức độ như vậy thì cũng chẳng biết làm thế nào cả. Thế nhưng mà yêu cầu của thượng đế là chứ không làm video đưa lên thì thượng đế lại bảo là bắn cho ai rồi nhá. Đấy, nên là thì cái bữa hôm trước mình nói là 150.000 đồng, thế nhưng mà hôm nay y thuật đã trổ hết tận rồi nha, bốc thuốc các kiểu con đà điểu rồi mà nó chỉ ở cái mức này thôi. Thế nên là xin gửi tới các sư phụ cùng các khinh huynh đệ 100.000 đồng nha. 100.000 đồng thì trừ đi 30.000 tiền thùng xốp thì chỉ có 70.000, lại làm 60.000 chai một lít nha. 60.000 là lít lá chuối, còn 10.000 mua lạc giang để nhâm nhi cho đỡ buồn cái cuộc đời nha. Đấy, 100.000 là không bao gồm phí ship vận chuyển đâu. Thôi xin phép dừng clip với đầu rũ hết cờ lưng. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.